Đây được coi là cái cửa ngõ vào cái khu bảo tồn cái văn hóa của người Tày. Tại cái khu vực này thì là ở đây quý khách có thể đến đây để có thể check in với dòng suối Nậm Luông. Đồng thời ở khu vực này thì có thể nhìn sang bên phía bên trái của em ở đây chính là cái di tích lịch sử đồn Nghĩa Đô. Từ cái điểm trung tâm này có thể đi vào tất cả các vùng lõi của khu vực bảo tồn văn hóa của người Tày ở đây. Thì toàn bộ cái khu vực bảo tồn của người Tày bao gồm có 7 thôn bản ạ. Bây giờ em mời chị đi đường này. Đến sâu vào trong các bản làng, du khách sẽ được thả hồn vào một vùng khí hậu trong lành, yên ả với những ngôi nhà sàn truyền thống còn nguyên dấu vết của thời gian. Người Tày đã đến Nghĩa Đô định cư, sinh sống từ lâu đời, nên đây là miền đất giàu bản sắc văn hóa. Cùng với vẻ đẹp của những bản làng nằm thấp thoáng dưới tán cỏ và cảnh quan thiên nhiên bình dị, Nghĩa Đô là vùng đất có nguồn tài nguyên du lịch sinh thái nhiều tiềm năng. Khi đến với Nghĩa Đô, ngoài những trải nghiệm khám phá thiên nhiên thì du khách có thể tìm đến không gian văn hóa Tày. Tại Nghĩa Đô, mỗi hạng mục công trình trong mô hình du lịch sinh thái đều mang một câu chuyện văn hóa đậm đà bản sắc địa phương. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái mô hình của người nhà sàn của người Tày. Đây là một cái mô hình gần như là đúng với 90% luôn, vì ở đây đang thiếu lá thôi, còn lại thì đầy đủ hết tất cả các gian này, ba gian hai trái của người Tày này, có không gian phía trước này, có lan can này. Đấy, ngoài ra thì ở bên cạnh thì chúng ta nhìn thấy những cái vật dụng ở xung quanh ở đây, như là đi bắt cá thì có những cái nơm này, có giỏ này, hoặc đi hái rau thì cũng có những cái rổ để hái rau, toàn bộ là những cái của người Tày trước đây. Ngoài ra ở phía bên cạnh này thì là khách có thể xem những cái mô hình về cái cổng chào, chính là cái cổng check-in ở điểm check-in số 1 của Nghĩa Đô. Những bên kia thì là những cái trang phục của người Tày như chăn này, áo của người Tày này. Nghĩa Đô đang đầu tư phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa di sản, nên có rất nhiều homestay để du khách dừng chân và khám phá bản sắc dân tộc Tày với nhiều nét văn hóa đặc trưng như trang phục, ẩm thực, các làn điệu dân ca, dân vũ, các trò chơi và lễ hội dân gian. Cùng với những giá trị văn hóa truyền thống là sự thân thiện, mến khách của con người. Với sự đa dạng trong điểm đến, cùng phương châm lấy văn hóa bản sắc làm nền tảng phát triển du lịch bền vững, Nghĩa Đô hứa hẹn sẽ trở thành một địa danh thu hút khách du lịch khi đến với vùng cao Bảo Yên, Lào Cai trong thời gian tới.